Kể từ bản cập nhật thứ hai thì những unit hybrid đã được xuất hiện, và đây chính là những unit xịn sò nhất và hữu dụng nhất trong game, bởi vì tụi nó có thể được đặt dưới đất và tấn công cả quái trên trời lẫn quái dưới đất cùng một lúc. Và trong tựa game anime Defender lần này, mình đã đếm ra được tới 9 con unit hybrid. Vậy thì trong 9 con unit hybrid đó, đâu là con xịn nhất và đâu là con yếu nhất? Chào mừng các bạn đã đến với Nhân 2X, và đây chính là bảng xếp hạng unit hybrid trong anime Defender, Kersnail. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với con unit có giá trị rẻ nhất trong cái danh sách này, đó chính là con Kersnail. Một con unit mà mình đánh giá rất là cao trong những unit dành cho người mới chơi game, bởi vì đầu tiên nó rẻ và thứ hai là nó đánh cực kỳ nhanh. Bạn có thể sử dụng nó ở đầu game để đép trong map có xe gió. Và bạn nên nhớ là chỉ có map có xe gió thôi nha, chứ còn những map khác thì nó hơi đuối một chút đó. Tại vì cái con này mặc dù đánh rất là nhanh, nhưng mà ở những level đầu thì nó sẽ gây đam đơn mục tiêu. Nên lỡ đâu mà gặp một đàn quái vừa đông mà vừa chạy nhanh nữa là chắc chắn nó sẽ gõ không kịp. Cho nên là nó chỉ phù hợp với giai đoạn đầu game ở map cố xe gió mà thôi. Còn với những map khác thì quái nó vừa mạnh mà nó vừa đi nhanh nữa, nên cái đam bé xíu của con Kersnail này sẽ khó mà làm gì được mấy con quái khác ở những map khác. Đặc biệt là mấy con map mới ra, khi mà mấy con quái bay thật sự là vấn đề lớn, bởi vì tụi nó vừa trâu mà vừa đi nhanh nữa. Nên mình không nghĩ rằng cái con Kersnail này nó có thể lo liệu được mấy con quái bay ở những chap mới này. Bởi lẽ nếu được lựa chọn thì tất nhiên mình sẽ lấy một con Heal và một con Drow thay vì một con Kersnail rồi. Bên cạnh đó thì chắc là các bạn cũng đều đồng ý đây chính là con hybrid yếu nhất. Cho nên vì vậy mà chúng ta sẽ để nó ở hạng C, không có nghi ngờ gì nữa đúng không? Dragon Slayer. Mình có thể chắc chắn rằng Dragon Slayer là một con unit khá là xịn khi nó có mang hiệu ứng đòn đánh và cũng rất rẻ để bạn có thể kiếm được một con. Đây có thể được xem là một phiên bản yếu hơn của Flame Dragon King, nhưng mà ít ra thì nó vẫn có hiệu ứng thiêu đốt kẻ địch khá là ổn, mặc dù là đam của nó không được cao cho lắm. Tuy nhiên mình nghĩ rằng Dragon Slayer có thể được sử dụng một cách rất là hiệu quả nếu bạn mang nó vào game. Ngoại trừ việc đam yếu ra thì nó cũng không có gì gọi là quá tệ so với những unit khác. Tất nhiên là chúng ta sẽ không so sánh nó với các unit cấp cao, nhưng nếu so sánh nó với hàng epic cùng loại thì đây đúng là một con unit cực kỳ xịn, vì nó có thể gây hiệu ứng đòn đánh lên mục tiêu, thiêu đốt kẻ thù theo thời gian và khiến cho đây trở thành một trong những unit mà mình khá là ưng ý. Tuy nhiên điều đáng nói ở đây đó chính là vì đây là một danh sách xếp hạng những hybrid, nên rõ ràng là so với những hybrid khác thì nó sẽ thua kém hơn khá nhiều về mặt tấn công và sức mạnh. Có lẽ vấn đề là vì nó là một con unit epic. Nhưng dù sao thì tựa game này cũng là một game cày cuốc, nên rõ ràng là bạn sẽ có thể kiếm được cho mình những hybrid khác xịn hơn để xài rồi đúng không? Vì thế cho nên mình nghĩ rằng hạng B sẽ là một hạng khá là phù hợp với Dragon Slayer rồi nhỉ. Electric Cyborg. Để mà nói thì Frankie rất dễ bị hiểu lầm là một unit yếu, vì đam của nó không được cao cho lắm. Tuy nhiên nếu xét đi xét lại thì các bạn có thể thấy rằng Frankie không hề yếu một chút nào, bởi vì nó còn được phụ đam nhờ vào ụ súng mà nó mang theo khi được đặt ra nữa. Và khẩu súng này bắn rất là lẹ, mặc dù là ta không thể chọn vào nó, nhưng theo những gì mà mình thấy thì có vẻ như khẩu súng này sẽ gây đam khoảng 20% số đam của Frankie. Nên một phần nào đó thì ta cũng đều thấy được rằng đây là một món hỗ trợ khá là tốt trong chiến đấu. Ngoài ra thì những chiêu thức của Frankie cũng thật sự rất là hiệu quả trong việc dọn quái bay khi nó có AoE xuyên thấu mục tiêu. Và những con quái bay thì luôn xếp thành hàng để con unit Frankie này có thể bắn thẳng trúng một đường cho lẹ. Nên vì vậy mà mình nghĩ rằng Electric Cyborg Frankie là một unit hybrid khá là ổn để bạn có thể sử dụng. Chỉ có một vài điều hạn chế, vì nó là một unit Legendary cho nên là đam của nó gây ra không thật sự nhiều. Và bên cạnh đó, nó còn khá là khó kiếm. Và thậm chí là ở thời điểm hiện tại, Frankie đã không còn được mở banner nữa, bởi vì đây là một unit limited đã xuất hiện tại bản cập nhật trước đó. Tuy nhiên, bây giờ nó đã được mở bán và trao đổi tại khu trading. Cho nên là nếu như bạn có đủ kinh phí và muốn kiếm riêng cho mình một em Frankie về kho độ, thì hãy cứ xách game lên mà kiếm ngay đi nhé. Và với những gì mà mình vừa liệt kê ra, thì ta có thể thấy rằng Electric Cyborg có lẽ khá là xứng đáng với danh hiệu unit hybrid hàng A rồi đấy nhỉ. Dù gì thì nó cũng không quá tệ để ta có thể sử dụng nó mà đúng không? Flame Dragon King. Tiếp theo chúng ta sẽ nói đến con unit quốc dân, là thứ mà bất kỳ ai cũng đều mong muốn có được. Và chắc chắn là nếu như bạn chưa có thì đó sẽ là một thiếu sót lớn, bởi vì khả năng chơi game của bạn sẽ trở nên bị hạn chế hơn rất nhiều nếu như không có sự hỗ trợ của Flame Dragon King đó nha. Đây có thể là một con unit khá là ổn để bạn có thể sử dụng với bất kỳ chế độ chơi nào trong game, và vì nó xuất hiện trong danh sách ngày hôm nay cho nên nó cũng là một sự lựa chọn cực kỳ tuyệt vời để bạn có thể dùng nó và giải quyết hết mấy con quái bay ở trên trời. Kèm với hiệu ứng thiêu đốt 30% mỗi khi tấn công và tầm chiêu khá là rộng thì đây đúng là một con unit mà bạn cần phải sở hữu khi chơi ở bất kỳ chế độ nào. Nên vì thế mà hạng S chính là vị trí xứng đáng nhất dành cho ông vua này, không cần phải nói gì nhiều nữa rồi. Donut Warrior.
Nếu như trước đây bạn không có cho mình một em Katakuri trong kho đồ, thì có lẽ là bây giờ bạn sẽ tốn kha khá nhiều thời gian và tiền bạc để có được nó. Bởi vì đây là một unit giới hạn, chỉ mở bán cho một khoảng thời gian nhất định ở bản cập nhật trước. Nhưng nếu như nó là con unit bình thường khác thì không có gì để nói cả. Còn đằng này, Donut Warrior là một unit cực kỳ xịn. Là con unit mà bất kỳ ai cũng đều cần phải sở hữu cho mình một em. Với khả năng làm chậm cực kỳ bá đạo của nó, và với những con quái bay trên trời vốn dĩ đã khó chịu mà bây giờ còn bị làm chậm nữa, thì hẳn là tụi nó sẽ không tài nào có thể đi đến được phía nhà chính của bạn luôn. Mặc dù Donut Warrior là một unit đam khá là bé, nhưng việc có thể làm chậm mục tiêu của nó là thứ cực kỳ đáng giá mà bất kỳ ai cũng cần, nhất là đối với những con quái bay mới vừa cập nhật gần đây. Cho nên vì vậy mà mình nghĩ rằng chúng ta sẽ để nó ở hàng S tại đúng nắng nhất rồi, đúng không? Và nếu như bạn chưa có sở hữu Donut Warrior thì hãy xuống phần game comment ở phía bên dưới bình luận để ủng hộ mình nha. Beer King, đây là một con unit phải nói là hết sức xịn sò. Và mình nghe nhiều người tranh cãi về việc là con này với con Flame Dragon King thì con nào mạnh hơn, vì cả hai con đều tốn 950 tiền để đặt ra. Nhưng để nói là mạnh hay không thì có lẽ là sẽ hơi khó để xác nhận một chút, bởi vì cả hai đều xem nhau về mặt sức mạnh và cả hai đều có hiệu ứng đòn đánh. Cơ mà chúng ta sẽ không so sánh sức mạnh của hai con này trong video này, bởi vì rõ ràng là tụi nó đều có cái mạnh riêng. Nhưng nếu chỉ xét riêng về khả năng hybrid thì mình thấy rằng con gấu có lẽ thú vị hơn là con Flame Dragon God nhiều, bởi vì con Flame Dragon được cái đam to hơn, nhưng nếu gặp mấy con boss kháng lửa thì coi như là toi công luôn, giống như con boss ở Water Temple vậy. Nhưng còn con gấu này, mặc dù là đam của nó yếu hơn Flame Dragon God, nhưng vì nó có hiệu ứng chảy máu nên là bất kỳ con quái nào cũng đánh được hết, chảy máu 15%, và đặc biệt là quái bay có máu giấy hơn quái thường dưới đất. Nên vì vậy mà con gấu này cũng là một unit rất ổn để bạn sử dụng. Chỉ có điều là có được nó thì hơi khó, vì bạn sẽ phải cày red trên dưới gần 100 lần thì mới có đủ đồ để mua nó. Tuy nhiên nếu bạn may mắn thì vẫn có thể nhận được nó ở mức 1,5%. Nên vì thế mà mình nghĩ rằng tụi mình sẽ để con Beer King này ở hạng S giống như con Flame Dragon God nhỉ, vì cả hai con này đều mạnh ngang nhau mà. Kurtfrin, mặc dù có thể nói là con Kurtfrin này nó là sự kết hợp của cả Natsu lẫn Beer King, nhưng mà vì nó có thể gây chảy máu và vừa có thể gây thiêu đốt lên kẻ địch. Cơ mà mình thấy là theo trải nghiệm của mình thì con Kurtfrin này nó không mạnh bằng hai con kia mấy nha mấy bạn. Chắc là do nguyên tắc bù trừ, bởi vì nếu vừa có chảy máu mà vừa có thiêu đốt lại còn có đam to nữa thì nó quá là bá đạo rồi. Nên là admin mới giảm sức mạnh của nó cho nó yếu đi một chút so với mấy con unit khác. Và thay vào đó thì admin đã để cho nó có tới tận 2 hiệu ứng đòn đánh là chảy máu và thiêu đốt kẻ địch. Cơ mà mình cũng không đánh giá quá cao việc một con unit có tới 2 hiệu ứng đòn đánh, vì rõ ràng là thông qua Natsu và Beer King, ta có thể thấy rằng dù chỉ sở hữu mỗi một hiệu ứng đòn đánh thôi, nhưng cả hai unit này thật sự rất là mạnh và có thể dùng để chơi bất kỳ chế độ chơi nào. Còn con Sukuna này thì mình không nghĩ là mình yêu thích nó lắm. Mặc dù là trước đây, mỗi lần đi red thì mình đều đem nó vào vì khả năng chạy máu khá là ngon, dùng để khắc chế mấy con quái hồi máu trong game. Nhưng mà nếu như đã có Beer King rồi thì chắc là chúng ta không cần phải sử dụng con Kurtfrin này nữa đâu. Mặc dù là vậy thì ta cũng không thể phủ nhận được rằng nó thật sự khá là ổn trong những chế độ khác với việc sở hữu tới tận 2 hiệu ứng đòn đánh của mình. Chỉ tiếc là khi nâng cấp nó lên thành Kuskin, mặc dù là nó mạnh hơn nhưng mà đồng thời cái hiệu ứng đòn đánh cũng đã bị hủy bỏ. Nên vì vậy mà mình nghĩ rằng sẽ rất là thích hợp để ta để Kurtfrin ở hàng A rồi, đúng không? Esper, thành thực mà nói thì Esper có thể được xem là một unit mà bạn chỉ cần có để làm đẹp cho bộ sưu tập unit của mình. Chứ thành thật mà nói thì theo đánh giá cá nhân của mình, nhà ngoại cảm có lẽ không được mạnh cho lắm. Mặc dù là đam của nó cũng gọi là cao, vì rõ ràng là nó là một con unit mythical, nhưng những thứ khác thì có vẻ không được ấn tượng cho lắm. Đặc biệt là hiệu ứng đòn đánh là thứ mà unit này không sở hữu, chiêu thức của nó cũng không thật sự ấn tượng đối với mình. Và nói trắng ra thì con unit này không ai nên dùng để leo top hay là đi raid cả, vì có rất nhiều sự lựa chọn khác hoàn hảo và thú vị hơn mà bạn có thể sử dụng. Mặc dù vậy thì Esper cũng có thể được gọi là xài tạm nếu như bạn bằng một cách nào đó đã quay ra được nó. Vì quả thực là khi nâng cấp nó lên thì sức mạnh của nó cũng đã được tăng lên một chút rồi. Mình nghĩ là trong tương lai, admin sẽ nâng cấp sức mạnh cho con unit này để nó xứng đáng hơn với danh xưng mythical của mình. Chứ còn bây giờ thì ta có thể thấy rằng nó chỉ có thể nằm ở hạng B bởi vì lượng đam lớn của mình mà thôi. Chứ còn về tổng thể thì thua thiệt rất là nhiều những hybrid xịn sò khác đấy nhỉ. Và cuối cùng, The Red Sorcerers. Có thể nói rằng Gojo ở thời điểm hiện tại chính là con unit hoàn hảo nhất đã từng được sinh ra, bởi vì nó là một con unit có đam rất to, đánh lại còn rất nhanh, chưa kể đến việc bộ chiêu thức của nó cũng khá là ổn. Khi vừa có AOE toàn phần mà vừa có tầm hoạt động siêu rộng, chỉ có điều là thời gian nâng cấp của nó sẽ khá là lâu, bởi vì bạn thực sự sẽ cần phải tốn rất nhiều chi phí thì mới có thể nâng cấp full được nó.
Tuy nhiên việc evolve của Gojo cũng khá là đơn giản, nếu vì vậy mà bất kỳ ai có Gojo trong tay rồi thì cũng đều sẽ có thể ngay lập tức thức tỉnh nó. Ngoại hình thì quá là đặc biệt khi con Gojo Admino quá nhiều, hiệu ứng tấn công lẫn hiệu ứng nhân vật cũng được làm cực kỳ bắt mắt. Và đặc biệt là nó còn một hybrid, vừa đánh được trên trời lẫn dưới đất. Tầm này thì mình không biết rằng admin sẽ lôi con gì vào game để thay thế được Gojo nữa luôn nè. Đây sẽ là một bài toán cực kỳ khó, vì trong mọi bảng xếp hạng các unit xịn sò nhất thì Gojo chắc chắn sẽ có mặt và đứng đầu. Không một ai có thể phủ nhận được độ xịn của Gojo trong cái tựa game này hết. Đến mức mà ở thời điểm hiện tại thì Gojo đang được xem là con unit mạnh nhất trong game. Vì thế cho nên trong bảng xếp hạng các unit hybrid xịn sò nhất trong cái game này thì Gojo chắc chắn là sẽ phải đứng riêng cho một mình nó một hạng. Bởi vì làm gì có ai xứng đáng ngang hàng với vị vua này của game nữa đâu, đúng không? Hạng thần thánh là không cần phải bàn cãi rồi. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại.